Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 3 bệnh nhân COVID-19, trong đó xuất hiện nguồn lây mới từ Hà Nội. Sau tròn 1 tháng xuất hiện dịch trở lại, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 217 ca bệnh. Bệnh nhân 65.817 ở thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi có lịch sử tiếp xúc với F0 tại Hà Nội. Ngày 17 tháng 7, được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân 65.818 ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ là F1 của bệnh nhân 13.377, cách ly tập trung từ ngày 22 tháng 6. Ngày 13 tháng 7, được kết thúc cách ly tập trung và cách ly tại nhà, xét nghiệm 5 lần âm tính. Ngày 20 tháng 7, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Bệnh nhân 65.819 ở thôn Hoàng Xá, xã Thiên Tiến, huyện Phù Cử là công nhân tại một công ty ở tỉnh Hải Dương, có lịch sử dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân lái xe ở huyện Tiên Lữ đến test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, huyện Yên Mỹ kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện, trừ các khu vực đang thực hiện phong tỏa. Ngày 22 tháng 7, tỉnh Hưng Yên triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 với số lượng trên 34.000 liều, gồm các loại vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Sinopharm cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có trên 11.000 liều tiêm cho người lao động trong một số doanh nghiệp.